Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đến thăm và làm việc với công ty Doosan Vina. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty Doosan Vina đã báo cáo với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và các thành viên đi trong đoàn về tình hình hoạt động của Doosan Vina trong thời gian qua. Công ty Doosan Vina được xây dựng tại khu kinh tế Dung Quất từ năm 2007 với vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ. Công ty có 5 nhà máy sản xuất công nghiệp cơ khí với các thiết bị hiện đại phục vụ trong các nhà máy nhiệt điện, với các loại thiết bị nồi hơi, thiết bị khử nước mặn thành nước ngọt, cẩu trục xếp dỡ hàng hóa cảng biển. Hiện các nhà máy tại Doosan Vina ở khu kinh tế Dung Quất giải quyết việc làm cho 2.500 lao động, chủ yếu là lao động tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự nỗ lực vươn lên phát triển của Doosan Vina trong thời gian vừa qua. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao hy vọng trong thời gian tới, Doosan Vina sẽ tiếp tục đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành doanh nghiệp cơ khí hàng đầu ở trong nước, sản xuất các thiết bị cơ khí hiện đại, cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện, điện hạt nhân trên thế giới.